cách để thúc xoài chín. Có nguồn gốc từ Đông Nam Á, xoài là trái cây nhiệt đới dễ thích nghi và ngày nay được trùng ở các vùng nhiệt đới như Nam Mỹ, Mexico và Caribe. Bạn có thể ăn xoài riêng hoặc có thể ăn kèm với salad, sinh tố hay là xa hay là các món khác nữa. Xoài có dầu chất xơ, kali, beta carotene, các vitamin A, C, enzyme trong trái xoài đóng vai trò xúc tác hỗ trợ cho việc tiêu hóa. Xoài khi chín chuyển từ màu xanh sang màu đỏ hoặc màu vàng. Xoài xanh vẫn có thể ăn dù vị nó chua, xoài chín thì sẽ ngọt hơn. Dưới đây là một số mẹo để giúp cho trò xoài chín. Phương pháp 1. Thúc xoài chín 1. Làm chín xoài trong túi giấy hoặc là giấy báo. Để túi để túi xoài trong kệ bếp và kiểm tra nhiệt độ chín của vào buổi sáng. Xoài được bao bọc bởi lớp giấy sẽ tiết ra ethylene và chất khí. Chất khí không mùi giúp đẩy cho nhanh cho quá trình tạo chín. Bỏ lớp bao da bọc ngoài và xoài có thể ăn được mỗi khi có mùi thơm và bóp mềm nhẹ. Thường là sau khi ủ một ngày hoặc là nhanh hơn. Khi xoài chín trong túi giấy hoặc là giấy báo, bạn phải chắc chắn rằng không được gói kín hoàn toàn, các không khí và các chất khí được thoát ra. Nếu như không có các thành ẩm mốc hoặc là ẩm ấm nấm mốc. Cho thêm một trái táo hoặc một trái chuối vào túi để có thể thúc chín nhanh hơn. Thêm vào ethylene từ các loại hoa quả này để tăng thêm ethylene trong túi, xoài sẽ được chín càng nhanh hơn. 2. Cho xoài vào trong tô gạo đầy hoặc là hạt bắp. Mẹo này có từ các bà nội trợ lớn ở Ấn Độ. Ở đây các mẹ tần tào ủ xoài sống ở trong túi gạo để thúc chín. Ở Mexico thì mẹo này cũng tương tự như vậy. Thay vì gạo thì người Mexico dùng hạt bắp. Thành phần có thể khác nhau nhưng quá trình và kết quả lại tương tự. Thay vì đợi đến 3 ngày để xoài chín thì một cách tự nhiên bạn có thể cho chín trong vòng 1 đến 2 ngày thậm chí là có thể nhanh hơn. Lý do đằng sau việc xoài chín, ở đây cũng giống như phương pháp túi giấy, gạo và hạt bắp sẽ giữ khí ethylene quanh trái xoài và kết quả là quá trình chín sẽ diễn ra nhanh hơn. Thực tế, phương pháp này rất hiệu quả và nỗi đôi khi xoài của bạn chín quá hay bị úng, đảm bảo rằng kiểm tra nhiệt độ 6 hoặc 12 tiếng. Chỉ cần không bỏ quên xoài ở trong tô gạo. Xoài của bạn xoài sẽ chín nhanh và ngon lành hơn như ý muốn. 3. Đặt xoài chưa chín trên kệ bếp ở nhiệt độ phòng. Bạn chỉ cần thời gian và kiên nhẫn, khi sử dụng cách này, xoài cũng như các loại trái cây khác có thể mất vài ngày để chín, nhưng đây là một cách tự nhiên nhất để xoài căng và mọng nước có thể ăn được. Sử dụng phương pháp khi bóp thấy xoài mềm tay và có mùi thơm. Phương pháp 2, xác định độ chín. 1 mùi hương là kết quả dễ nhận thấy nhất. Người ở cuống xoài, nếu như xoài có mùi thơm mạnh, ngọt như xạ hương và thì xoài đã chín. Rất khó để có được mùi thơm như vậy, như vậy khi xoài của bạn chưa chín. 2. Bóp nhẹ sau khi ngửi. Ấn trái xoài một cách nhẹ nhàng, nếu như nó mềm hoặc dẻo, đó là dấu hiệu xoài đã chín. Một trái xoài chín có cảm giác như một trái đào chín hay là một trái lê chín. Nếu cảm giác như xoài còn cứng, không dẻo, có nghĩa là nó vẫn chưa chín. 3. Đừng tin vào màu sắc để đánh giá độ chín của xoài, mặc dù phần lớn xoài chín sẽ có màu đỏ đậm đặc trưng hoặc là màu vàng sẫm hay là hay hơn là màu xanh nhẹ, xoài chín vẫn không phải là lúc nào cũng có màu đỏ hay là màu vàng. Vậy nên, đừng quên về bề ngoài của trái xoài mà xác định độ chín, thay vào đó, hãy sử dụng mùi và độ mềm như các dấu hiệu để nhận biết. 4. Đừng sợ nếu như một vài chấm đen ở trên bề mặt vỏ xoài một vài người sợ rằng có những trái xoài có một vài vết bẩn hay là vết thâm đen, những vết đó thường là dấu hiệu bắt đầu về việc xoài chín đã đến lúc chín. Trong khi đó, xoài được biết là một được biết là rất dễ hỏng, không nhất thiết là phải có những đốm đen, đó là trái xoài đó không ngon, thực tế nó báo rằng trái xoài đó có chứa rất nhiều đường. Nếu như những đốm đen đó rất mềm, hãy cắt trái xoài ra và thử tìm những phần thâm ở bên trong màu và đó là dấu hiệu của xoài đã hỏng và tốt nhất là nên bỏ chúng đi sử dụng một cách giác quan của bạn khi trái xoài có một vài đốm đen nếu nó không có quá nhiều mùi thơm vẫn dễ chịu vỏ căng tốt và vẫn còn màu sáng thì trái xoài đó vẫn còn dùng được phương pháp 3 bảo quản xoài một bảo quản xoài trong tủ lạnh khi chúng đã chín không cần phải đóng gói hay đóng hộp khi giữ xoài trong tủ lạnh giữ xoài trong tủ lạnh để làm chậm quá trình tiếp tục chín của xoài, giữ toàn bộ trái xoài đã chín trong tủ lạnh trong vòng đến 5 ngày, không bao giờ lưu trữ xoài trong tủ lạnh khi chưa chín, giống như các loại trái cây nhiệt đới, xoài không nên để trong tủ lạnh trước khi chúng chín vì có thể làm hỏng bởi quá trình nhiệt độ lạnh, nhiệt độ lạnh cũng có thể làm ngưng quá trình chín của nó. 2. lột vỏ, cắt xoài chín ra nếu muốn cho phần chín của được cắt của trái xoài vào hộp kín và giữ trong tủ lạnh được vài ngày. Phần chín của trái xoài được cắt ra có thể bảo quản trong hộp kín trong tủ đông lạnh trong khoảng 6 tháng. Phương pháp 4. Các giống xoài Tùy theo các giống xoài thì hình dạng và mùi vị sẽ khác nhau. Ví dụ như là xoài ha đen thì là một trong những giống xoài phổ biến. Xoài ha đen có vỏ nhẵn, hình dáng giống cây, đậu tây, mùi vị thì ngọt đậm. Xoài van đếch phổ biến ở châu Âu, xoài van đếch nhỏ, nhưng lại có một núm nhỏ ở trên đầu quả, hơi chua, không ngọt như xoài nguyên gốc. Xoài Kent to và nặng, giống xoài này có thể nặng tới 5 kg, mùi vị đậm, chất nhiệt đới. Xoài Autofall thuôn dài, hơi giống như hạt điều, ngọt, ngậy, hơi chua, có thể có vị rượu như sâm panh của các loại xoài. Xoài Tony Akin vỏ sáng, dày, hình dáng giống xoài hạt đen, không ngọt bằng xoài hạt đen, hàm lượng chất xơ vừa phải. Lời khuyên dành cho bạn phần thịt bên trong của những trái xoài tròn thường là ít thớ và sơ hơn những trái xoài có dạng thẳng hoặc ốm màu sắc của trái xoài không phải là dấu hiệu đáng tin cho biết trái xoài đã chín hay là chưa sử dụng mùi và độ mềm để xác định độ chín của xoài cảnh báo không nên bảo quản những quả xoài trong tủ xoài chưa chín trong tủ lạnh những trái xoài xanh sẽ không thể chín trong điều kiện lạnh của tủ lạnh những thứ bạn cần xoài túi giấy táo hộp kín và tủ lạnh